Rồi, xin chào anh chị em ha. Để trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn một trong những cái chủ đề mà hầu như là nhiều anh chị em quan tâm. Mà nãy nó cũng cơ bản thôi, nhưng mà tôi không hiểu sao mà rất là nhiều anh chị em cũng còn đang trăn trở. Thì tôi làm cái video này để hướng dẫn chung. Thì bây giờ là cái câu trả lời của cái video này đó, giao dịch ở trên cái sàn eToro. Thì câu hỏi đặt ra là bây giờ cái số tiền bao nhiêu, giao dịch cái khối lượng bao nhiêu nó là phù hợp ha. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau thống nhất với nhau là số tiền. Thí dụ như tôi lấy cái số tiền này, cơ bản này ha. Đây. Đây. Thì bây giờ tôi giả sử như bây giờ tôi có cái tài số tiền là 2.000. 2.000 USD. Đó. 2.000 USD là số tiền, ví dụ số vốn đầu tư chúng ta trên sàn eToro. Thì đặc biệt là cái eToro á, nó tính là trên có số tiền là nó không có lượng dịch, nó không có số lượng dịch như của BT4. Thí dụ như bây giờ bên là MT4 nè, MT4 thì nó tính á, không tức khối lượng dịch của nó ha. Khối lượng dịch là khối lượng giao dịch á, khối lượng giao dịch của bên MT4 á, thì chúng ta thấy là nó tính nó bằng là thí dụ như là nó lot ha, tức là lot chẳng hạn, lot được chưa. Khối lượng dịch bên MT4 tính bằng lot, còn khối lượng như là eToro thì nó không tính bằng lot mà nó tính bằng là amount, tức là nó tương ứng số tiền là nhiêu vậy đó. Nó mang được số tiền nó như vậy đó. Thí dụ giả sử như bây giờ chúng ta để dễ nhớ nè, để chúng ta có sự dễ so sánh nè. Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy là 0.1 lot đi. Lot đi ha, lot forest đi. Bên eToro đó. eToro. Được chưa? 0.1 lot bên eToro thì nó số tiền đầu tư. Đó, ở bên bên eToro thì nó tương đương với là cái gì, nó tương đương với một lot bên forest ha, bên forest MT4 này ha, MT4. Thì còn bên eToro thì nó tương đương với là cái gì, nó tương đương với còn còn bên eToro thì nó tương đương với là 10.000 đơn vị, được chưa? Đó, 10.000 đơn vị. Rồi, chúng ta lưu ý thêm một cái điều nữa nè. MT4 ha. Thì nó tương đương với là 10.000 đơn vị. Đúng chưa? Đơn vị. Đó. Còn cái bên eToro đó thì họ tính bằng nó là gì đây, nó bằng là amount đó. Thì amount đây là tức là tương ứng với đây là cái là số tiền đó, hai số tiền đó ha, số tiền hai số tiền thì nó nghĩa là nó sẽ tùy vào cái sản phẩm phẩm mà nó có cái mỗi cái số tiền đó, số tiền sẽ cho ra số đơn vị, nó cụ thể. Rồi bây giờ nó tới đây chúng ta làm sao? Bây giờ chúng ta thấy nè, thí dụ giả sử như bây giờ chúng ta mua cái sản phẩm này đi, chúng ta vô đây nè, ví dụ như chúng ta thấy là sản phẩm này đây, ví dụ như GU nè, GU nè, thí dụ như chúng ta dự đoán, chúng ta mở GU chúng ta xem sản phẩm coi, đó chạc. Rồi, đúng chưa? Rồi chúng ta coi biểu đồ không lớn đi. Đó, thì một luôn. Thì chúng ta thấy là hiện giờ GU nó đang có dấu hiệu là khả năng là nó gì đó đang khựng lại trong xu hướng tăng trước đó, nó khựng lại. Bây giờ dùng như chúng ta muốn mua cặp GU này, nó giản lắm, chúng ta mua dự đoán tăng đi, chúng ta mua lên đi, chúng ta mua lên, bấm cho buy nè. Thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta thấy nè. À, chúng ta ở mau là thí dụ giả sử như đối với cặp GU này, như nếu chúng ta đầu tư là thí dụ như 100 đô đi. Đó, thì nó tương ứng bao nhiêu? Nó tương ứng với là bao nhiêu, 100 đô để tương ứng với là 7.600 đơn vị, unit là đơn vị nè. Thấy chưa, thấy rõ chưa? Nó là như vậy. Đó, còn ví dụ như mà đầu tư hơn thì dùng 120 đô coi. 120 đô thì nó tương ứng nhiêu? Đó, hay hoặc là 125 đô đi. Đó. Thì nó tương ứng với là hoặc là 130 đi chẳng hạn. 130 đúng hơn đó. 130 hay là 129 đô á.
thì nó tương ứng với 10.000 đơn vị. Hay nói tóm lại là nếu chúng ta đặt khối số tiền là 130 đô, hai tương ứng giống như là 1 2 3 29 là 1 29 này tương ứng trăm là 130 đô nè, này dễ dễ dàng nè. Tức là một bảng Anh thì đã được là 1 1.29 đô. Đúng không? Thì bây giờ hai tóm lại là tương ứng 130 đô nè. Hay nói cách khác là nếu chúng ta đọc 130 đô thì ở đây nó ra là 10.000 đơn vị. Mà 10.000 đơn vị ở đây hồi nãy chúng ta nói là tương ứng với 0.1 lot. 10.000 đơn vị thì 0.1 lot bên MT4. Được chưa? Rồi vậy thì dễ hiểu thôi, gì nữa đâu. Đúng không? Tôi coi xong phẩm khác. Phẩm khác, ví dụ như phẩm khác đi, tao bỏ cho phẩm này, phẩm khác đi. Ví dụ như bản cặp chúng ta tìm sản phẩm, ví dụ như chúng ta tìm sản phẩm là OG ha. USD. Đây, này rồi, GBY rồi ha. Đâu, không thấy đâu trên. Chúng ta tìm Smart List coi. Có. Đây, đúng chưa? Rồi, chúng ta dự đoán cho sản phẩm này vô xong anh xem. Chặt. Đúng chưa? Không lớn lên. Rồi, chúng ta dự đoán nó tăng chúng ta mua vào ha, dù tôi bấm đây. Thì bây giờ nè. Bây giờ chúng ta thấy nè, vậy là 100, chúng ta ở đây chúng ta đánh 110 nè. 110 đô. Thì nó tương ứng với 10.000 như vậy đó. À, thấy chưa? Thấy chưa? Đó, tức là 110 đô. Thì nó tóm lại là ví dụ như giả sử như bây giờ 109 đô đi. Không chính, tức là nó dao động này rất là khó tính, nhưng quan trọng nhất coi đơn vị nè, được chưa? Hay nói tóm lại là có thể 10.000 đơn vị ở đây thì tương ứng với 0.1 lot ở bên MT4, được chưa? Còn bên MT4 thì chúng ta tính hồi hồi lần đoạn 7 là nhiêu, lần đoạn 7 phần lớn bên MT4 lần đoạn 7 lại lần đoạn 7, đúng không? Đoạn 7 là 1.100 đó, thì bây giờ trong này nó vậy thôi, lần đoạn 7 1.100 nè, đơn giản cái gì, không có gì khó hết, chúng ta phải hiểu rằng nó rất là đơn giản thôi, chúng ta đừng có nghiêm trọng vấn đề lên thấy khó. Hai tóm lại là một khối lượng dịch bên đây bốn tức là lót, khối lượng tôi tính nào mau hay hoặc là gì đó trong một mau này, tức là số tiền đầu tư này ở bên đây nó tính đơn vị, đúng chưa? Đơn vị bên đây bốn thì nó tính là lại dụ đầu tư là số, một số tiền hơn là lót, còn ở đây đầu tư là gì, tức là đơn vị một số tiền cụ thể, một số tiền cụ thể rồi quy đổi vô trong từng sản phẩm thì nó ra được đơn vị. Hay nói tóm lại là không cho một lót đến bốn tương với 1.000 đơn vị, rồi vậy là dễ nhớ xong, tương đương như thôi, nó gần gần như nhau vậy đó. Đó là cái cách tôi lý giải cho anh chị hiểu rồi, hết đơn vị rồi. Bây giờ từ đó đó là dùng số tiền, ở đây. Rồi bây giờ chúng ta đầu tư bao nhiêu, đầu tư bao nhiêu cho an toàn, cho an toàn, đầu tư nhiêu cho an toàn, đúng chưa? Đầu tư nhiêu cho an toàn đây. Thì bây giờ câu trả lời ở đây ở chỗ là bây giờ bạn có 2.000 đô thì bạn đầu tư cái gì, đã đầu tư tầm khoảng là gì, từ 5% cho đến tới 20%, 5% đến 20% là hết ga rồi, vậy thôi. 20% tức là 2.000 này có khả năng bạn sẽ đầu tư cho số tiền, nếu bạn có 2.000 bạn đầu tư cho an toàn thì 10%, 10% nó tầm khoảng là gì, tự nhiêu, từ 100 đô nè đến gì 400 đô, đúng chưa? Trong phạm vi nó 400 đô, nó trong phạm vi này là an toàn bạn thẳng các bạn rồi đó. Từ đây bạn suy ra, quy đổi nó ra, tâm suất nó ra nha, nó không có khó. Do đó chúng ta thấy câu hỏi này, đây là cái video tôi dùng chung, chia sẻ chung cho anh chị em để chúng ta tìm hiểu rõ, do đó chúng ta vừa đây chúng ta dịch nha. Rồi đây là tôi sẽ dừng lại video này ở đây đó, trong anh chị giao dịch trên bên cái nền tảng của cái eToro này, anh chị biết như vậy nha. Rồi xin tạm tạm biệt, hẹn gặp lại video kế tiếp.